Rồi, chào tất cả các bạn nha. Chiều nay mấy anh chị em có làm món bạn ơi. Bèo với sườn mẫu không biết đẩu đâu được cái sườn heo nghe nó cũng ngon lắm. Nên quyết định làm món sườn heo nướng tiêu xanh. Mà nghe cái món này các bạn ngon lành phải không? Sườn heo mà nướng với tiêu xanh nữa thì thôi thứ gì chịu nổi. Hiện tại thì mình đang ở ngay chân cầu cái tàu hạ nè. Đó là qua bến phà, mà bến phà giờ họ dọn lên khúc bên kia rồi. Bên kia đó là cồn Hội Xuân. Cái cồn đó là mình cũng bào dữ lắm đó, bào gắn với bào cá ổ á, bào cá bè nữa chứ. Lúc trước mình thường đi câu cá đặt bẫy gắn ở bên cồn Hội Xuân đó đó. Giờ nghe nói cái bến phà về đâu rút ra trên khu công nghiệp cái tàu hạ trên đây nè. Nó đang xây cái cầu dưới đó, nhưng chuẩn bị xong rồi phải. Mà nếu mà xây cái cầu đó xong á là bên cầu Hội Xuân á là chạy một đường thẳng là lên trên cầu An Hiệp ở trên mấy anh em mình dân lưới mà sông Tiền luôn á. Chạy một mạch cặp cái mé sông luôn. Nó song song kiểu như giống quốc lộ 80 này nè. Rồi rất nhiều bởi vì xe cộ chạy quá trời. Còn mấy ông thằng bển đá banh à, y đồng bên nhà bà Sáu à. Những cái chợ vậy á. Đã vậy đằng kia karaoke gì nữa. Bữa nay cũng còn có áo mới luôn trời. Ghê vậy. Bà Sáu hạnh phúc. Đây là mấy cái sườn heo nè. Quá hấp dẫn. Bữa nay bà Tư xinh đẹp đi xài phố rồi. Chưa có về. Mấy sườn heo này mình gam ăn cũng ngon. Kho hơi kẹo kẹo gắt ít tiêu lên ha. Ăn khỏi chê luôn. Nướng tiêu xanh đó bà sao? Rồi rồi nhìn cái gì rau này làm cái gì mà dữ vậy? Ủa bữa nay ăn được gì vậy hả? Làm món gì vậy? Cái gì rau cái này mà để vô tủ lạnh hay gì để trong ngồi tủ mát á. Để vô ngăn mát đi. Mua ăn gì đâu mà nhìn thấy ấn ốc không? Hả? Ăn rau bổ da hay sao? Quá trời bọc rau luôn. Rồi coi nè. Mấy sườn heo luôn. Mà năm nay mới giá thịt heo lên cao không nữa nè. Cũng gần tới Tết rồi. Sườn này nhiêu ký? Hả bao? 100 Dạ. 150 sáng. 150 ký hả? Dạ. 150 tính ra cũng rẻ. Chợ sao đét mà. Chợ sao đét thì giống như là người ta mặc, người ta làm ở tại nhà. Ủa bà sư mẫu bà ra nào ạ? À? Thì không thấy bả thiệt các bạn. Bà ra nào thiệt chứ bộ? Qua nãy giờ chứ nào chị? Bà ra lượt bảo phải không? Cái miếng muối
Trời, nãy giờ có thấy bà đâu? Bởi vì mày hỏi gì sao không thấy bà vô? Ủa đó là tiêu xanh đó. Tiêu xanh này mua hay là mua có hay bào trên Lai Dung? Vô đi Lai Dung mới gì có để mà bào. Qua wow, coi mấy đại ca nhỏ đá banh tạc lon vậy nè. Hình như tạc lon, bữa nay không đá banh. Trời, tạc lon này là đúng là một thời tuổi thơ dữ dội nè. Hồi nhỏ mình cũng khoái tạc lon lắm, hình như là ở dưới quê ai ở miền Tây cũng vậy chứ. Tuổi thơ không bao giờ qua cái cảnh tạc lon này. Chạy chơi đi, Quyên Quyên mà. Ừ, mắc cỡ vậy Quyên nữa. Đó, vô. Nhà bà Sáu là ngày chiều nào cũng in nổi chứ. Trời ơi, đại ca bảo trai quý tử sư mẫu nữa kìa. Gì xác ba đùa tạc cái chất quất vậy? Còn người nữa kìa. Này đây là con của cậu Năm nè. Trong đám lâu la chóc ché chỉ có cụ con thấy nhỏ con nhất. Rồi, đứng rồi lượm ai. Đứng rồi coi, đứng rồi. Lon đứng chỗ này mà đứng đằng kia tạc biết chừng nào mà ngã mà. Đứng lon rồi, bị hại chụp ai. Con phải coi để ý chứ, còn cái lon nó có đứng chưa. Tưởng đâu ngã bây giờ không. Vui quá bà. Trời ơi, chất quá hết trơn. Trời ơi, con cũ con nó xong phim rồi kìa. Rồi. Lộn gạo. Nhỏ mình phải chơi cái môn này luôn. Như là tán u á. Nằm rồi. Cụ con Phan ơi. Trời ơi, cụ con cái lon đây mà Phan tút đằng kia. Đó. Nhìn vui ha. Rồi. Á, à, trời ơi, không thấy. Rồi nhìn trước rồi trời. Giờ này cũng là 5 giờ rồi, bởi vì không khí yên tĩnh mát mẻ. Mà lại tàu dạo này dạng thời tiết cũng hơi lạnh mà. Rất chiều với rất thần sáng thời tiết lạnh. Rất trưa thì nhìn chung không khí vẫn oi bức. Có cái rất sáng rất chiều lạnh ghê. Ai làm với sư mẫu mình là quẹt 24/24. Cập nhật thông tin cá sủ hàng ngày lên giá nhiều. Bà Sáu lột tỏi chuẩn bị ướp thịt. Ở đây tiêu xanh. Quá làm cũ đi. Mình đem hỏi tiêu xanh này kho thịt kho cá ăn cũng ngon. Mua bò bắp thôi. Ơi, người phụ nữ quyền lực qua tới luôn kìa. Nguyên đám lóc lá trong kẻ. Nói là thấy là bà nè, chợ lon mình cho 100.000 đi mua nước uống. Trời ơi, mấy đại ca nhóc nhé quá trời. Nè, rồi chú kiếm cho 100.000 mua nước uống nè. Đó, chạy vô nè. Rồi, 1, 2, 3, nè quay mặt qua đây nè. Nè. Bắt rồi. Mấy ông tạc lon ông nào cũng lấy đổ mồ hôi, nộp. Đây gồm có salad, cà chua, đậu bắp gì, rau gấp cá, quá trời quá đất. Rau ngắm xem còn ăn cỡ nữa hả?
Nó vừa cải mắt cho tụi bay rồi tiếp. Này xài ít. Nó mèo đập tỏi đây, hồi mình ướp luôn. Đập xả. Ôi đập xả, bị liệu xin lỗi. Còn bà Sáu mới đập tỏi. Bác hai mày sốt mới uống thuốc xong, xách cái chai ra xẹt xẹt. Cái mình nói chung mình không khỏe thì uống thuốc mệt người vận động ra mồ hôi tốt. Vận động mình làm chân khô đâu mà cái khó sốt nằm chùm mền đó mà đi ra xài. Trời ơi, trời ơi, ông Thái ơi. Trời ơi, phát này lầy lội chứ. Bà Thái, mày coi á, mới có sốt mà tao lao nước rồi là kia tao cho uống thuốc rồi. Ổng, chứ mày nhắc nhở bà thấy chưa? Cái gì? Hình như là củ cá sủ cà đẳng á, phải không? Bởi con nghe cái tiếng dở nhất ở Cầu An Hiệp này biết củ cá sủ cà mà. Không mà phải công nhận củ cá sủ cà kìa dở dữ lắm bạn ơi. Mình cà dở gặp củ cá sủ cà còn dở hơn. Các bạn nào mà xem cái lâu rồi, mình có đăng clip cà trên Facebook á, mình củ cá sủ với Mr. Đen cà ngoài chậu của Mr. Đen á, mình đăng như cũng 5-6 phút á, cũng lâu rồi, chắc cũng cả năm mà. Trời ơi, củ cá sủ tao nó cà nó dở tan nát luôn. Trời giữ giùm nữa. Mua dữ hả? Ừ, mua trà đường á. Trời ơi, lại bán nước cá được quẩy trà đường con. Tính ra cái cây đồ long đao này xài cũng lâu dữ ha. Còn cái cây ỉ thiên kiếm của bà mãi mới còn xài được không? Lâu quá không xài bên một không? Xài mày. Làm gì một? Trời ơi, thằng này đuổi nó mà nó một chứ. Ý nó một là dạng như là cái gì? Nó đưa vào hàng cổ á. Lâu rồi cũng không quay clip ở ngoài nhà xong tiền rồi túp liều lý tưởng. Hai ông bà mãi túp liều đó nhìn thấy lý tưởng người nào ra thì bảo con nữa. Bảo em nó cừ lộn ruột. Thấy cảnh tượng khác lạ luôn. Trời. Trời. Thì không về ổng coi chương trình gì. À đúng rồi, đúng rồi. Là ông hiểu rồi đó. Tụm gầy. Tụm gầy con gà chiến có xương mẫu. Từ đây khách tới mà đi chiến bè không vào cơm ngay không. Thấy rồi, chưa thấy sao rồi. Tụm gầy con gà chiến có xương mẫu mê ba cái gì mà Queen mà nói chung gắt hợp với tính ổng luôn bạn, tức là Queen không cần nói chuyện á. Dạng sinh tồn trong rừng mà xây mấy cái nhà tre đồ đó hả. Rồi ổng ghiền xong bây giờ ổng đang thiết kế mấy cái võng gì đâu ngoài ngoẻ. Ổng cũng lấy tre ổng treo nghe ở gì ổng cuột ổng chống cừ tùm lum ổng treo mấy võng á. Nói này khổ thì khổ cơm để họ đi qua lại cơm. Đúng rồi, con Queen nhiều khi giải trí cũng có cái lẽ đó không. Hồi lúc trước là mỗi lần mà mình đi ngang cái đường mà văn nhà siêu mẫu đi ra mà cái mé xong á là mình phải khòm, tại do cái võng văn văn 5-6 cái vậy. Bây giờ ổng thiết kế lại đi ngang luôn khỏi cần phải khòm. Làm bào thằng mèo đang xẻ xẻ ra để cho ướp thịt nó thấm. Rồi xong cho củ hành với tỏi vô. Mấy cây ở dưới đó là xả. Xả bầm có mà xả sợi cũng có. Này mình cắt mặt rồi xả. Mình ướp gia vị để mình chuẩn bị đầu mình mát xa miếng sườn. Ủa đem tiêu lại cho mình được kim ăn. Cắt cho nó tiêu chứ. Tiêu đâu, tiêu đâu? Rồi nó đó mẹ trên bàn mẹ ơi. Đặt tiêu bột ngọt luôn. Mình sạch đúng không? Dạ. Dạ. Sẽ hết sen nữa ta. Sốt thịt nữa. Giọt giò có. Nữa đó thôi. Ngoại bữa nay gì bằng túi gì thấy ngoại im ghê buồn chứ ngoại. Cá tiền quá trời luôn. Không phải ngoại im là ngoại đang tính tiền đó. Đúng rồi, đang tính coi mua bao nhiêu cây vậy. Mình sẽ quên tiền của ai xong rồi tính tiền trả cho bà chưa. Ai là mua hộp sòn gì đó.
chuẩn bị Tết rồi. Mua mấy cà ra. Chút mày vàng đang bình ổn thì mua đi cô Tám ơi. Cho dầu hào vô. À, ngoại định mua kim cương. Mua vàng, vàng đi ngoại ơi, dễ xài mình dưới quê mà. Nó mua vô là có 5 triệu mốt 70. Thường mình thấy cái đồ ướp mình có nó xài bằng nước tương nó thơm. Cho miếng dầu liều vô. Quả. Wow. Rồi sáu bao nhiêu nữa? Đó, mình đâm sơ bắt đầu mình để vô. Nó còn. Thằng cũ có sủ đẳng ca ôm sùm quá. Để người phụ nữ việc lật lại dẹp loạn nè. Đây thì sư mẫu bà đang nhắm cái bếp thần thánh của bà nè. Trời, bà làm giống như kiểu xây nhà ra không? Xung quanh hình chữ nhật toàn gạch ống không. Cái này mình xài bằng vỏ dừa không? Có than hả sư mẫu? Có than chứ. Sư mẫu bà tận dụng mới xài bằng bọc dừa không chứ. Đó là nguyên bọc than. Đây là hai tàu lá chuối nè, bà Sáu mới đi sưu tầm được nè. Nói gì nói chứ ở đây lá chuối thì nhóc. Chứ ở trên Sài Gòn thì kiếm lá chuối đôi khi cũng hơi khó chút xíu, chứ còn dưới quê mình hình như là mình thấy nhà nào cũng có chứ. Giờ bên đây thì Beo chuẩn bị ướp massage nó nè. Trường này mình nấu cái gì la ru cũng ngon, đồ món rồi. Rồi giờ này mà mũi nó bay ngừ hết trơn rồi. Cái khăn chỗ cái sáng kiến đó, cái kệ đó, chỗ cái nồi cơm điện cũng con cũng dắt cái khăn ở đó nữa đó. Giờ bắt đầu sư mẫu mà để than vô. Than vô với bịch dừa. Cái này mà có bánh tráng dừa nó gần Tết rồi nè, không đem lên nướng khỏi chê. Nhắc thêm mấy. Giờ cũng gần Tết rồi, tháng mấy nữa rồi chưa thấy không khí Tết chân vậy. Làm gì lại vô mua ơi. Nhìn hai miếng thịt giờ nó lên màu thấy đẹp kìa. Đẹp thôi chứ không rê. Sợ rồi. Cho em lên lá chuối thôi. Con mẹ. Nói cái này lại giống như cái bánh chưng quá nè. Cũng vuông vuông vậy. Ủa con ấy về tắm đi hồi Lan. Nãy giờ Phan Loan đổ mồ hôi tùm lum ra rồi, về tắm đi. Ở đây tắm luôn. Ở đây tắm luôn. Tắm đây luôn hả? Có độ đây luôn hả? Trời ơi. Của con này đâu cũng có độ chân trời. Đâu cũng có độ trơn á. Cho nó cái này nó bị gắt rồi nè, để xuống lên đây đi. Nó khô rồi. Để xíu nữa cho khô đã tắm. Rồi khô hả? Tắm con để tắm còn bệnh chết rồi. Nói vậy gói lá chuối để sư mẫu mình gói bánh tét bánh ít cơm gạo bán Tết mà. Cơm tao mà. Cơm có Tết hay không? Vậy có đi. À.
Chợ Tết năm nay Mậu bán bánh tét với bánh ít cũng dữ lắm mà. Năm nào cũng gần Tết gói bán. Đây là bà Sáu với bèo sắt mấy cái dưa cải nè. Để mình xào với trứng vịt đó, mình ăn kèm luôn. Cái gì chứ Mậu? Trời ơi trời, công nghệ 5.0 thấy không? Vừa đốt than mà vừa quẹt quẹt cái gì livestream lay cò à. Giờ bán rồi đó, giờ đó. Nói thật với bạn luôn, cái này là mình nói thiệt tình nha. Ngoài văn lưới ra, nếu mà có thời gian bà rảnh phải không, là bà chỉ có live stream live cò 8 bạn tin không, có điện thoại mà không phải mình nói quá nhiều khi 1-2 tiếng đồng hồ luôn á. 8 với bà Út với 5 dây thun đồ trên Lai Dung á. Không văn lưới thôi với bà mà rảnh cái là bà live stream nó, bà nói cái điện thoại muốn bốc khói luôn. Bà phải bà không? Không, nó không có bà Út thì có chồng bà, thứ gì chịu nói. Mới nhắc 5 dây thun có liền. Đang làm món cho Năm ơi. Ngồi bén luôn đó ông. Ồ, ồ, vẫn cũng ngồi bén nha. Ngồi gì vậy? Tôm. Ồ, ồ. Thứ gì chịu nổi? Không có vợ ăn ngồi tôm hoài. Sao chịu nổi, tối ngủ đâu có được. Trời. Cái gì đi, muối ớt cái gì đó ngầu hả? Muối ớt. Ừ, ăn với quýt hồng rồi luôn. Quýt đường chắc muối ớt. Nó thấy thèm liền không? Cái đó nó chạy nước mi. Đó mà cười chết luôn, bệnh này sắc đồ ăn cái nó gây có hộp mặn. Trên hồi là ăn xong cái thằng áo vô. Ủa gì Hương còn mặn không? Vô mới cho tao ăn mẫu bé không? Cho con trai Út coi xin mẫu ginh cái mâm lại đi. Bảo thì dạo này học ở dưới Cần Thơ, lâu mới về nhà ăn bữa hai bữa. Bên ăn trai về nên đại trai. Sao mãi? Như một phần nữa sinh viên các bạn cũng biết là mỗi lần về nhà là sao? Hết gạo. Quen quá trời quen. Quen quá không? Ủa cái này mình nghe vậy nó hồi thịt nó lú vào tới đây không? Không, không nè, thịt nó nằm trong đây. Đúng đâu nó lú ra ngoài không dính. Giờ chỉ chờ đợi thôi. Hồi bắt đầu nó thấy nó bốc khói lên nên lúc đó bắt đầu mà là cái lỗ mũi bắt đầu mới giật bạc bạc. Vào nhiệm vụ cao cả lớn lao cho sư mẫu đó, chăm sóc hai miếng thịt đó. Nhìn cái dưa cải này là cũng báo hiệu ngày Tết nè. Bữa nay là mấy món thấy có dấu hiệu mấy ngày Tết đó người ta. Dưa cải này là cũng dùng nữ người mình làm đó. Ồ, ngoại làm luôn hả ngoại? Ngoại tự làm luôn hả? Wow. Tự khen luôn. Tự tin ghê thật chứ. Rồi đó mà mỗi lần tới Tết là lầu nhà nào cũng vậy. Hồi đó là dưa cải là tự trồng không bạn, chứ không phải là đi chợ mua như bây giờ nữa. Bây giờ thì đa số là người ta không có mua mà ta mua sẵn luôn à, về ăn thôi. Còn hồi đó mà mỗi lần gần tới Tết mấy tháng này nè, bắt đầu mình trồng. Đợi tới gần Tết bắt đầu mình nhổ, bắt đầu vô mình làm dưa. Như hồi xưa ở dưới quê nhà nào cũng vậy chứ, như 10 nhà là mình thấy 8 nhà tới 9 nhà. Còn bây giờ thời buổi hiện đại họ không ai làm chứ. Tết cái rồi đi chợ mua vài bắp cải cái gì rồi vài bắp dưa cải rồi rồi xong. Nói này không phải là định ngoại nha, nhưng mà ngoại làm dưa cải là rất là ngon. Ừ, để hồi con thưởng thức thử coi. Hồi xưa giờ là ngoại làm dưa cải ngon lắm, Tết năm nào ăn chua nó mặn mặn luôn, nó cứ bị thư. Thật dừa mặn quá cũng không ngon một chút. Thơm quá, thơm quá, sư mẫu ơi. Đó, giờ heo lá giờ mình lấy lá ra, đặng mình lấy lá ra. Mình nướng lên lửa than. Sơ. Rồi vậy xong bắt đầu mình để thịt lên mình nướng lại ăn phải không? Ừ. Có vậy mình nếu mà mình để lá chuối kiểu vậy thì nó có công dụng gì chả? Thơm lá chuối. Nó lá thơm mà. Nó cái nước nó hút thấm vô nó không chảy nước xuống phải không? Đúng để rồi sư mẫu ơi. Ăn là rất là mềm đó. Ừ đúng rồi đúng rồi. Tức là mình sợ cái lúc ban đầu mình nướng xong cái nước ướp nhiễu bạn nó nhiễu theo cái mỡ của miếng sườn đó. Đây, thui. Thui. Còn bên kia anh Bèo cũng đang chuẩn bị lấy dưa cải ra mình xào vịt. Cho dầu vô. Ôi nhạc giờ sao nó cay lớn dữ ta. Tối rồi, vợ
Hồi nãy còn nhỏ, giờ sao nghe lớn dữ hả? Tao cho dưa cải vô. Bạn có bảo à? Rồi, để đồ vô luôn. Cho xíu bột ngọt vô. Đường vô, cái này phải đường nhiều xíu. Rồi nó mặn. Chua nữa. Rồi. Trời ơi, lo vô. Khó quá. Khó bằng cái đường luôn á. Trứng vô. Cho trứng vịt vô. Chọc không mà em nó la mà còn chọc không. Cái này mau lắm mọi người, xào qua xào lại là bào được rồi đó. Món này nha mau. Có cái món thịt đó, nướng thì nó hơi lâu chút. Món thịt này bà Sáu đang săn sóc đó. Thơm quá. Thơm tiêu. Thứ gì chịu nổi thiệt chứ. Chín rồi cả nhà ơi. Mùi thơm khó cưỡng lại được. Thơm quá. Thơm quá thơm. Gặp bữa nay hai tối rồi đói bụng đấy chứ. Quá hấp, quá hấp dẫn mà Sáu ơi nè. Thứ gì chịu nổi với món này thiệt. Ồ. Rồi, vô đây luôn đi. Ngoài cầm lòng không nổi, thơm quá mà. Quá thơm luôn. Cái này chắc kia dùng tay cầm luôn quá. Chứ sao mà cái xương nó cứng. Cắt cũng dễ mà. Cái nó quá dài luôn. Cái này dùng tay chắc luôn. Không cảm, không cảm. Phải dùng tay mới được. Cắt luôn mà. Bảo ơi. Chén cưng ơi. Sao lúc nào cũng sắp gào nhìn thấy đẹp lắm. Nhìn nó bắt mắt. Dọn chén chứ chén gì cứng. Dọn gọt con lấy nước tương đi bà. Nước tương để miếng ớt nữa là xong. Ừ, lấy ớt chị hay để ở chổng. Rồi đài cái đồ ăn chuẩn bị gọi chưa. Thì một bên là một gì nè. Quá chắc lượng luôn. Vậy là xong. Cái này à, mình chấm với nước tương. Hết bài luôn. Chấm nước tương ngon nhất găng luôn. Thơm bài này tới ẵn luôn không. Giờ xúc dưa cải ra. Trời dưới quê được gì không là cũng món ăn gọi là xịn sò lắm rồi chứ giỡn chơi hoài. Dưa cải xào vịt luôn. Chưa, chưa, có chưa? Có rồi mày, ngoan rồi mày. Thử sao mày? Không ở đó gì? Không ở đâu. Ngồi đẹp không? Nè, ngồi dùng cơm thôi. Mời cái nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm với sườn nướng. Cái này là gạo mua mới mua. Mới mua đó, gạo mới mua. Chưa ăn phải đi ăn. Đó là mời. Lấy giấy để. Như bảo không ấy trứng cơm cho bảo nó kìa bà sao? Như chưa bới kìa. Ngon mà. Được. Thơm á, thơm mùi tiêu miếng giấy đi. Cái này bóc xé mới được chứ. Dạ, cái này phải dùng tay mà ơi. Cầm lên đôi lượng khợp. Thì phượng cơm rồi hả? Ăn cơm cháy luôn cho nó vui.
Chị Phượng ơi, ăn cho ăn cho vui. Ăn đi vui Phượng ơi. Có cần giấy đó. Thử ra tay nghề siêu mẫu bà Sáu không Phượng rồi sao? Bèo nhìn mình làm gì bạn là tức là nãy giờ không biết nói gì đó. À, vô bàn là thường á, thường quay phim nó có mắc cỡ, nhưng mà khi mà vô tới lúc ăn là mắc cỡ ngộ vậy á. Mắc cỡ mới tập trung nhưng ngon ăn được chứ. Ăn dưa cải của bà ngoại làm ngon. Ngồi ăn lắc không? Chị cũ cha ca đằng kia cũng còn đây lắc hả? Thứ gì chịu nấu không? Kể không phải tiếng con. Nhạc giờ ca lớn quá. Vừa cải của ngoại làm mà thử giờ. Thử rồi, ngon. Mười điểm. Thử coi, cả tam viên vậy. Mười điểm. Ừ. Con thử rồi, ngon phụ gì cái đó. Mời cả nhà ăn cơm nha. Ta giá cầm điện thoại, ta phải cầm miếng sườn hả không? Mà Diệu cái giả liên hả, tẹo qua. Thứ gì Diệu nổi thì mẫu được chứ. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. À, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Món này ngon quá bạn ơi, thêm cái dưa cải mà hộp dịch á. Lâu rồi tính không ăn chứ, món này lại cũng ngon ghê. Chào cả nhà nha.